Rồi em chào các bác, chúc các bác năm mới sức khỏe, nhiều niềm vui. Nay giới thiệu các bác lô âm ly và CD giải mã mới về bên em. Đấy, lô này thì toàn bộ là hàng chủ yếu là hàng Nhật thôi. Hàng châu Âu thì em không làm, ít làm, không có chân. Clip này thì giới thiệu cho các bác những cái model mới về. Anh em là thích cái nào thì vui lòng điện giúp em. Cái này là hoàn toàn là chưa lau chùi gì cả, nó hơi bụi bặm một chút. Quay mộc mạc cho các bác ngắm trước. Đây. Đây về những dòng quay tích lích. Đấy, 6055 này, về một em nữa này. Đấy. Em này rất là gồ ghề này. Đấy, em đọc mã nhé, các bác nào mà thích cái nào thì alo trực tiếp cho bên em. Ở dưới là em CD Marang 7300, mặt vàng phai nhôm. Đấy, nó về rất là nhiều. Anh em nào cần giá chiếc nào nhớ model gọi điện trực tiếp cho bên em. Đấy, cái này vừa về xong. Onq A924 về được 2 chiếc. Đây là một chiếc này các bác nhé. Đấy, 924, mặt vàng gôn đẹp. Em 74D hồi gỗ đẹp, zin. Ok, rất là đẹp. Em class A đấy các bác, class A. Đấy. Dưới là em 760 các bác nhìn đây. 760 này, 740 là những dòng chất âm rất là hay. Phát huy chất bát của đàn ông nhưng mà tiếng nó tương đối là mềm mại. Dòng này thì nó có hồi gỗ các bác nhá, hồi gỗ. Có một số lô về thì nó mất hồi gỗ thì là nó không có hồi gỗ thì nó ra nó mềm hơn. Đấy. Đây là một em CD Yamaha, nhưng mà em này lại là của Pháp. Đây này. Rồi. À, của Pháp, Made in France. À, kiểu đấy cơ. Đây, mấy em tuner 7082 nhé. 7082 lô này em vẫn tiếp tục về rất là nhiều. Và đương nhiên là âm ly đẹp thì em cũng sẽ sưu tầm cho các bác những em tuner rất là đẹp. Tuner 7825A. Đấy. Ở đây dưới này là một em đờn ông 500V. 500V, 700V, 940V. Là những em đờn ông anh em săn đón rất là nhiều. 500V nhá các bác nhé. Ok chưa? Toàn những em là rất là quen thuộc rồi. Đấy, nhưng mà đương nhiên là không phải lô làm có. Đây, dưới này là một em pinner tương đối gồ, khủng long của hãng 150D, khủng long ở mức bình dân. Em này rất là gấu, công suất lớn, hai viên thế nguồn. Rồi sang em này thì trồng bên này thì là những em các bác cứ nhớ model, các bác thích em nào các bác điện trực tiếp cho bên em báo giá cho các bác cụ thể. Trong một clip mà nhất là hàng mới về như này chưa tổng hợp được cho các bác, clip này giới thiệu những model mới về thôi. Đây, toàn hàng bình dân thôi, nhưng mà tiêu chí là đẹp và zin. Đây là em 3 con 7 DG của Sansui. Em này là có giải mã mặt gương. Mặt gương giống như 3 con 5 VS. Cũng mặt gương. Đó. Rồi, lên trên là em mặt vàng. Em mặt vàng gold là con 925. Em này thì chất âm mộc mạc. Anh em nghe những cái thể loại nhạc du dương nhẹ nhàng rất hay. Đặc biệt là đánh với những dòng loa toàn dài hoặc loa cổ, em này đánh hay. Hoặc là loa châu Âu, những cái dòng loa châu Âu, loa Anh, anh em đánh 925 rất là tuyệt nhé. Mỗi cái thương hiệu thôi, cái thương hiệu thì nó không gọi là được nổi lắm thôi. Nhưng mà bù lại thì đầu tư ra tầm tiền ít, nhưng mà chất âm đem lại thì rất là cao, hiệu quả rất tốt. Trên này nữa là một em âm ly số. Đấy. Em này thì rất là rẻ. Rẻ bèo. Có DTS luôn. Có chuẩn DTS luôn. Trên này nữa là một em Pioneer PD. Dòng chạy 2 cửa đĩa. Đấy. Rất là dày dặn, đẹp. Đến em trên là một em giải mã. Onkyo MD giải mã. Các bác có thể thấy là mặc dù là cái hàng của em chủ yếu là hàng bình dân, nhưng mà em thường chọn những em
nó đẹp. Hàng này thì rất là nhiều, cùng màu đen thì cũng rất là nhiều, nhưng mà mình chọn đây thêm một MD nữa, 640 em quen thuộc rồi. Dưới là một em đờ đông cũng MD giải mã dòng 800. Dưới dòng D5 cũng một em MD giải mã đó. Rồi đây là một em 7800. Anh em lưu ý cái hàng này là hàng vừa về vẫn còn mộc mạc mà nó còn đẹp như này nhá các bạn nhé. Bởi vì hàng này là chuyển bãi về, mà đợt này đường chuyển rất là khó cho nên đi đường máy bay, chọn lựa những em đẹp đó, vừa vừa tầm để đi máy bay thì về có hàng và sẽ đẹp. 7800 dưới cũng 7800 luôn, đẹp xuất sắc luôn. Dưới này là một em, hai em Marang, một em 54 và một em 74D nữa. Bụi bậm này thì khi anh em nào lấy thì em sẽ vệ sinh sạch sẽ cho các bác. Các bác yên trí. Đấy, các bác chỉ việc chơi thôi, còn việc vệ sinh lau chùi bên em sẽ cố gắng xử lý cho các bác sạch sẽ. Đấy. Dưới là một em đẩy Mỹ Crown 1000. Ok. Lên trên này là một em Reserver. Reserver cổ của Pioneer 717. Sao gọi là Reserver? Reserver là nó có đài. Reserver. Đây, em này em 740 đây. Các bác thấy trước em có vừa đầu clip đấy, có em 760 thì đây là em đàn em 740. Đấy. Dưới này là một em Chio âm ly. Âm ly Chio chất cổ 7300. Mặt phay tuyệt đẹp luôn. Rồi. Dưới đây là một em Victor Z911. Ok chưa? Với em 911 này thì các bác có thể chơi em này 2-1 luôn, bởi vì em đã có giải mã sẵn rồi. Em này là một em có giải mã sẵn, tầm tiền bình dân 1 tiếng 2. Giải mã sẵn nhé các bác nhé, tích hợp giải mã xịn của Nhật luôn. Thêm một em 925 nữa. Rồi, dưới em 925 là một em Pioneer khủng long nữa. Khủng long bão chúa nữa, A900. Nó sang trọng bên này. Đấy, đây là một em mặt gương của Sansui âm ly 607DR, mặt gương đen bóng kính. Trên nó là một em Pioneer âm ly 616 dòng stereo 2 kênh. Trên nữa là một em cũng tương đối là gấu đình đám của Marang 1150 Mark 2. Đó. Đó, trên một em. Đấy, em âm ly số giải mã Onkyo hạt rẻ. Đấy, một em còi của đời nông 390 Mark 2. Đấy. Đây, thêm một em Onkyo 755 N25 A100. Những cái dòng này thì các bác chơi những cái dòng loa cổ rất hay nhá. Những em Onkyo dòng này này. Hoặc là những dòng loa toàn giải đánh em này rất hay. Đấy. Rồi, trên em nó là một em âm ly tiếp Onkyo 817XD. Đó, đều đẹp. Cái lô này thì đây các bác nhìn đây, em sưu tầm cho các bác những em 7825 mã. Mặc dù là những em này thì các bác biết rồi, giá bây giờ nó toàn trên 10 triệu rồi, nhưng mà vẫn phải nhập để phục vụ các bác. Và về thì các bác vẫn đón nhận rất là nhiệt tình. Thực sự là cứ bảo nó cao thôi, nhưng mà bây giờ mà tìm những âm ly mà đánh được đa dạng thì chưa chắc đã có nhiều đâu. 100 con chắc không chọn nổi một con. Em 7820 này thì nó có thế mạnh, nó đánh được nhiều dòng. Đấy, cái dòng này thì em về nhiều nhá, em về khoảng tầm độ 20 con cơ. 20 con các bác tha hồ chọn. Giá thì dao động khoảng 11-11.5, trên dưới 12 tùy chiếc. Và các bác nhìn thì các bác tự các bác đánh giá được. Hàng chọn cho các bác, kể cả đến tuner. Đó, đây trồng trong nhá. Đó. Rồi sang bên này. Bên này thì em sẽ có một em Lickman L48X chuyên trị JBL. Rồi một em 84D của Marang. Đấy. Em này là em thanh lý đây. Em này em 576, cái này em lắp dự án thừa ra mấy con bán thanh lý cho các bác. 3,5 triệu một con. Con này là hàng liên doanh. Hàng liên doanh công ty thôi. Hàng này thì lắp dự án thì nó đưa vào giá rất cao.
xuất hóa đơn đưa vào giá đến các bác nói các bác giật mình luôn, so với cái giá thanh lý của em 3,5 triệu thì các bác cứ phải nhân hơn 2 lần lên nhé thì nó ra cái giá đưa vào dự án. Đấy, dự án nhỏ thôi. Đây những cái chồng Pioneer nhất phục vụ các bác đây. Đấy, đây nữa 7.82 đây. Đấy, rất là đẹp, anh em chọn chơi. Ok, đây em này em Reserver cổ, em này đánh loa Âu rất hay, Lafayette. Dòng này thì ít anh em biết nhưng mà chất âm của nó kiểu dạng như dòng Sansui 2000X 5000A, kiểu chất kiểu đấy, nhưng mà giá thì rẻ hơn nhiều. 6.7 cha mặt gương, dưới là em 2004 đẩy của Mỹ Crown. Đấy, sơ bộ cho các bác mấy dòng âm ly rồi Reserver rồi đồng MD mới về. Anh em nhặt cái gì thì điện thoại trực tiếp, số điện thoại 0983698887. Anh em thích chiếc nào thì có thể là gọi điện trực tiếp em báo cho, cần thiết thì em có thể làm clip riêng để gửi cho các bác hoặc là up lên kênh, tùy các bác lựa chọn. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.